thế em có muốn có một đứa con ngoài đời thật không? Ờ, em có nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa? chắc có lẽ là sẽ ba bốn năm nữa, ừ. bởi vì đây cũng là một cái mà mình muốn chia sẻ đó là chắc có lẽ là chỉ có mình em thôi mới là không muốn lấy chồng. <laughs> em không biết tại sao nữa nhưng mà thật sự là em không muốn lấy chồng. cho anh biết có bao nhiêu người đàn không ghé qua cuộc đời em? em chỉ mới có hai thôi. hai người đó làm cái gì để cho em mất niềm tin vào đàn ông trên không, thế giới này? ngay từ đó. người đầu tiên, ngay từ người đầu tiên là em đã không muốn lấy chồng, em muốn có một cuộc sống vui vẻ của hai người, em rất thích cái cuộc sống đó tại sao em không biết nữa em cảm thấy nhiều cặp vợ chồng đến với nhau rồi cũng ly dị em nghĩ là tại sao phải gắn bó và kết nối với nhau bằng một tờ giấy ngay cả hai người đàn ông mà em quen đều muốn cưới à. đều muốn lấy em làm vợ đều muốn có một cuộc sống hạnh phúc của gia đình đó. chứ em nghĩ là vì sự gắn bó nó quá nhiều sự gặp gỡ nó quá nhiều ngày nào cũng ra mở mắt ra là Ờ, gặp nhau rồi không tạo cho nhau những cái điều mới mẻ không tạo cho nhau một cái niềm vui nó dẫn đến sự thay đổi nhưng mà thế này em ạ à, anh muốn hỏi một cái điều là em đã có hai mối tình đậm đà đúng không dạ họ là những người đàn ông như thế nào đối với em hai người đàn ông đã từng đến với em là những người cực kỳ tốt với em hay với mọi người em nghĩ là tới mọi người luôn bởi vì họ dành cho những người xung quanh em hoặc là những người mà đã từng tiếp xúc với họ cái cảm giác đó à, lúc đầu á thật sự là cũng có nhiều người và cũng có nhiều ý kiến dành cho những cái mối quan hệ của em. Nhưng mà thật sự là khi mà mình là người nhiều trải ý qua ý kiến dành cho mối quan hệ thì dĩ nhiên là phản bác. Dạ có, phản bác có. Những lời phản bác họ đưa ra là vì lý do gì? Thì người đàn ông nó không tốt lắm đâu, hoặc là theo suy nghĩ của họ. Dạ đúng rồi. Họ có dẫn chứng không? Có dẫn chứng cũng có. Nhưng mà đối với em á, cái quá khứ nó là một chuyện, nhưng mà khi con người ta trưởng thành rồi nó lại là một chuyện khác. Và em tự tin em có thể giúp cho người đó trưởng thành đúng không? Dạ đúng. Và em, em đúng tự tin sai. em đã làm đúng. Em đã làm được chứ không phải là làm đúng. Em đã làm được điều đó. Và em nghĩ là đáng lẽ là mối quan hệ những cái mối quan hệ của em cũng đã tiến xa nhưng có những cái thứ uh, nó khiến tụi em phải dừng lại thôi chứ chưa bao giờ có một cái sự sai lầm nào hết. Em uh, đối với mối tình đầu là khoảng bao nhiêu năm? Mối tình đầu của em là được 4 năm. Và mối tình thứ hai? 3 năm. Nhưng mà tính ra em cũng là cái người mà Trung thủy đúng trung không anh? Trung thủy đó, trong nghề này mà quen lâu được vậy là của Em bộ. rất là chung thủy và em tự tin vào điều đó. Thế thường những cái lý do mà em phải chia tay là vì vấn đề gì? Do bản thân em. Do em là một đứa con gái mà gọi là cực kỳ nóng tính và là cực kỳ ích kỷ. Ích kỷ được định nghĩa như thế nào vậy? Em sống cho cảm xúc của em nhiều hơn là suy nghĩ đến cảm xúc của người kia. Em chán họ? Em không chán nhưng mà em làm cho người ta phải lúc nào cũng ở bên em cũng phải lo lắng cũng phải chăm sóc cũng phải quan tâm em khiến cho người ta đôi khi mệt mỏi vì những điều mà em muốn em yêu cầu quá nhiều hả dạ đúng em yêu cầu những cái mà khi mà ngang ngược nhưng mà em vẫn nói là em đúng em ngang ngược lắm có bao giờ em nghĩ em phải thay đổi không dạ có đó là khi mà chia tay cái mối tình thứ hai này rồi thì em đã bắt đầu em thay đổi em thay đổi bởi vì em không muốn là người tiếp theo em sẽ làm người ta đau khổ như vậy uh -huh. em chưa từng khóc vì chuyện tình yêu chưa bao giờ Em có đủ yêu họ không? Em nghĩ là em yêu, yêu rất nhiều Tại sao em không rơi nước mắt? Em hy sinh rất nhiều Nhưng mà em nghĩ là đến lúc cần chấm dứt thì đó là cái mình phải làm Em mất họ trong sự tiếc nuối hay em mất họ trong cái sự giải quyết rất minh bạch được can thiệp bởi lý trí của mình? Em luôn luôn làm những cái điều mà lý trí của mình nhiều hơn Nên khi mà em chấm dứt em là người để cho người ta nói trước Nói trước? Nói trước Em để người ta tự động nói hay em khiến người ta nói? Em khiến người ta nói. Đấy, thực ra câu chuyện vẫn do em điều khiển chứ làm gì có ai mà rảnh mà nói trước em. Anh thấy em ích kỷ không? Em thật sự là em thấy bản thân em nó quá sức tưởng tượng, đôi khi người Đó, ta trách em. Mà ngay đầu chương trình có một cô gái nói Em vẫn ngây thơ như ngày nào thưa anh, oh my god. Nhưng mà cái ngây thơ của em nó được thể hiện ở những điều khác.